Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay có người cho mình tiền nữa đó nha. 10 USD của Michelle Ngô với lời nhắn như thế này. Gửi chú một ly cà phê uống cho tỉnh táo để kể chuyện ma cho mọi người nghe ạ. À chúc mừng sinh nhật tuy hơi muộn nha chú xin được cảm ơn michel ngô cũng như các bạn đã gửi tiền donate uh, support cho kênh youtube của việt thảo cái số tiền 10 đô la lớn chứ không phải nhỏ đối với những người cần tiền cho cuộc sống nó lớn lắm và nó quá nhỏ đối với những người có tiền nhiều mà không biết xài đâu cho nó hết. Riêng Việt Thảo mỗi lần nhận như vậy, tôi rất trân quý cái số tiền này. Lớn, nhỏ đối với người khác, nhưng đối với tôi nó là con số rất lớn. Làm cho tôi nhớ lại những lần sinh hoạt ở những ngôi chùa hay nhà thờ vào dịp Tết. Lúc đầu có người lì xì cho tôi trong những cái bao thơ đỏ. Cho bao nhiêu tôi gửi cho chùa hết hay nhà thờ hết. Tại vì tôi nghĩ khi tôi làm việc ở đó, tiền của người ta cho tôi giống như gửi cúng dường cho Tam Bảo hay dân hiến cho Chúa vậy. Nhưng mà sau đó có người rầy tôi, nói là tiền dân hiến nhà thờ đã dân hiến rồi, hay tiền à, cúng dường Tam Bảo đã cúng rồi. Cái tiền này là lì xì cho Việt Thảo, cho nên Việt Thảo phải giữ. Lần bị rầy đó tôi suy nghĩ và sau đó thì tôi giữ những cái số tiền đó lại và tôi đều công khai cho mọi người biết tôi bỏ trong túi tại vì mình đang gây quỹ cho những cái tôn giáo mình đâu có được quyền bỏ tiền trong túi riêng như vậy tôi về tôi cất mừng lắm vì trong cái ngày tết có người lì xì cũng như hôm nay có người chúc mừng sinh nhật rồi gửi tiền cho uống cà phê mặc dầu không gửi không cho tôi vẫn uống cà phê được mà nhưng mà nó mừng lắm vui lắm có phải cái tuổi già nó trở thành tuổi con nít không? Trở thành trẻ lại không? Giống như hồi nhỏ mà ai lì xì cho mình mừng vui vậy đó. Một chút tâm tình trải rộng trước khi kể các câu chuyện tâm linh. Để cho các bạn thấy rằng, số tiền các bạn gửi cho tôi, lớn nhỏ không cần biết, nhưng đối với tôi nó lớn vô cùng. Chuyện cái tiền đó tôi làm gì, cái đó không có nói ra, nhưng mà rồi mọi người cũng sẽ biết thôi. Đương nhiên, tôi có quyền sử dụng cho cuộc sống của mình, cũng như tôi có thể dùng số tiền đó làm một cái việc gì đó có ý nghĩa trong đời sống này có phải không nè một lần nữa sẽ được cảm ơn và nhớ rằng tôi rất trân quý cái số tiền của các bạn gửi về đó bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, những câu chuyện ma những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về ở đây có chuyện ma của người ở từ New York ở Canada Canada là à, một cái nước ở Bắc Âu À, xin lỗi ở, ở phía bắc Bắc Mỹ tức là ở phía bắc của nước Mỹ và dạ, đây là thành phố New York rồi những câu chuyện của um, Long Phạm gửi cho Việt Thảo cũng như những câu chuyện của Carter duy bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện ma của người ở North York, Canada. Nội dung bức thư như sau: Thư này nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Hai anh Việt Thảo lần đầu tiên gửi email không biết thế nào. Tôi muốn gửi thử một câu chuyện ngắn trước. Nếu được, lần sau sẽ gửi nhiều hơn. Đây là câu chuyện ngắn đầu tiên của tôi. Năm 1980, đứa cháu họ của tôi tên là Hồng nó khoảng 19-20 tuổi chị đó đến nhà tôi. Nó nói là nó vừa đi xem bóng đá vậy. Thôi ngạc nhiên, tại vì nó là con gái. Và hồi nào tới giờ nó đâu có biết gì về bóng đá hay là túc cầu đâu. Rồi ít lâu sau trong một lần ghé thăm nhà chị họ, tôi gặp cháu Hồng lúc mà nó bị ma nhập. Phải nói lần đầu tiên tôi thấy nó bị ma nhập như thế nào. Cái mặt nó đỏ lên mắt thì lông lên nó sòng sọc, sọc nhìn người ta có điều đặc biệt là nó nói tiếng của người huế trong khi chúng tôi là người miền tây hồi nào giờ nó đâu có biết nói tiếng huế là gì cái tiếng của người miền trung và tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi nó đòi cho được phải gặp hai cái cô hàng xóm sang và nó nhắc lại những lời nói lén cháu hồng và đồng thời nó còn có ý muốn là bóp cổ chết hai người đó nữa. Thì trước cái lời mà hâm dọ của nó như vậy, mọi người sợ lắm phải can ngăn ra. Lúc đó thì hai cô hàng xóm đó có nhận là có nói. Và tính là khi nói xấu như vậy, nói như vậy không có ai ở đó. Ai ngờ đâu lại có người biết được như vậy. Rồi sau đó hai người mới xin lỗi và hứa là không tái phạm nữa để mà xin được bỏ qua. Thì lúc đó qua lời của ông Hồng, nó kể, tức là cái người nào nhập vô nó nói, cái người đó nói như thế này, tôi tên là Sinh, gia đình ở Huế, khi năm 19 tuổi thì trong một lần đá banh, banh trúng vào chỗ nghiệt và tôi bị chết. Một tháng sau đó vì buồn, người cha cũng chết theo, giờ thì chỉ còn có mẹ già rồi mọi người súng lại mới xin cái vong đó đừng có theo hồng nữa. Thì cái vong mà nhập vào hồng tên sinh mới hứa là sẽ không nhập nữa. Nhưng mà với điều kiện là được dẫn hồng đi Huế 3 ngày. Thì ra thời gian trước có lần Hồng nói với tôi là đêm ngủ nó thường xuyên thấy có ông già đứng ở đầu giường nói là Sinh đi theo ba nghe con nó không hiểu gì hết, nó tên Hồng, tự nhiên thấy ông già đứng đầu giường kêu nó mà kêu nó với cái tên là Sinh rồi kêu đi theo ba. Rồi vào khoảng vài ngày sau thì đứa cháu Hồng đó nằm mê. Và thời gian đó nó nói là có người dẫn nó đi chơi ở Huế, rồi đi chùa Thiên Mụ, đi những cái khung thắng cảnh rồi về nhà thấy một bà già ngồi buồn cảnh bên có cái bàn thờ hai người đàn ông nhưng hình không rõ. Nó tả lời ở Huế như thế nào, chùa thiên mũ ra sao, những khu thắng cảnh rõ mồn một như chính nó đã đi xem mặc dầu trước nay nó chưa từng tới Huế. Rồi qua vụ đó đến nay vẫn bình thường, như có điều là cháu tôi không có lập gia đình, nó ăn chay và một lòng hướng Phật. Trên đây là câu chuyện ngắn tôi gửi. Nếu nhận được mong anh hồi báo, chúc anh gia đình vui khỏe. New York, ngày 1 tháng 12 năm 2020. Sau đó thì à, tôi nhận được và cái người này tiếp tục gửi cho tôi. Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Hai anh Việt Thảo, hôm nay ngày Giáng sinh, Chúc anh cùng gia đình được vui khỏe. Lần trước tôi cứ gửi thử chuyện ngắn và nhận được hồi báo của anh. Tôi định gửi vài câu chuyện nhưng không có thời gian. Hôm nay nhân được nghỉ lễ, tôi vỗ ghi vài chuyện mà tôi đã trải nghiệm cùng người thân kể lại và chưa gửi cho bất cứ kênh nào. Đây là những chuyện có thật 100%. Xin được bắt đầu những câu chuyện đó. Tôi sinh ra trong gia đình đông anh em, Trước năm 1975 thì cha tôi làm giám thị trong một trường học tư nhân Còn mẹ tôi buôn bán cực khổ nuôi chị, anh, em tôi ăn học Sau năm 1975 vì hoàn cảnh mẹ phải về quê trồng lúa, làm giường Để có thu nhập tiếp tế cho cha con tôi ở chợ Nhà tôi thì ở tỉnh Trà Vinh Giúp cho cha con tôi ở chợ để cho chúng tôi ăn học tiếp vì vậy mà thỉnh thoảng cuối tuần hoặc hè thì chúng tôi mới về thăm mẹ. Vào năm 1987, trong một lần cuối tuần, tôi mới rủ người anh kế tôi cùng về thăm mẹ. Nhưng mà anh không có chịu đi. Rồi anh còn nói, Nè, nhớ mua thật nhiều thực phẩm khô dành cho mẹ ăn được lâu. Vừa nói xong thì anh mới lấy tất cả tiền anh có được đưa cho tôi để mua đồ cho mẹ. Tôi ngạc nhiên tôi mới hỏi sao mà cho em nhiều như vậy? Anh mới nói cho lần này mai mốt không cho nữa. Lúc đó thì tôi cũng không để ý lắm tới cái lời của anh nói. Nhưng mà anh Thảo ơi đâu có ngờ đó là đềm báo trước lần cuối được nói chuyện với anh tôi. Qua ngày sau đang ở quê với mẹ thì có người báo tin anh mất. Tôi và mẹ gắn gượng về gặp anh và được biết anh mất là do điện giật, chết tại nhà lúc khoảng 9 giờ sáng. Không cầm xúc động, tôi nhào đến ôm anh. Tôi khóc thật nhiều và luôn miệng trách anh. Sao không về quê với tôi thì đâu có chết. Tại vì dạo đó quê tôi chưa có điện. Không hiểu sao tôi càng khóc, tôi càng kể lễ thì máu miệng của anh tôi tuôn càng nhiều. Nó tuôn ra giống như là máu đỏ tươi có rất nhiều bọt mà tuôn ra hứng cả thao như vậy. Mà lúc đó thì anh tôi chết đã hơn 8 giờ đồng hồ rồi. Làm sao mà máu vẫn lõn, làm sao mà máu tuôn trào ra như vậy? Lập tức bà con tôi đốt liền ba cây nhang rồi đưa cho tôi kêu tôi khẩn và không có khóc nữa thì máu không còn ra nữa. Đến tối chuẩn bị liệm anh, cả nhà khóc nhiều thì máu lại ra nhiều nữa, ướt hết cả tay của mấy chú đạo tỳ. Rồi thời gian trong vòng trăm ngày, nó có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Có, đà, có đêm đang ngủ, tôi giật mình, nghe anh gọi ra mở cửa. Còn mẹ tôi thì thấy có con búm lớn, nó cứ bay quanh quẩn trong nhà. Có lần mẹ tôi nói, nếu phải là con thì đáp lên vai của mẹ nè lập tức con búm nó đáp lên vai mẹ khoảng vài phút rồi nó mới bay đi cái thời gian đó có nhiều cái hiện tượng xảy ra như vậy rồi sau đó mỗi chiều đi làm về thì chị em tôi hay đến nghĩa trang để thăm anh có lần khi đến nghĩa trang để thăm anh có một chị giữ nghĩa trang chị kể chị chỉ chỉ nói cái anh này đã linh lắm hôm trước lúc chiều sụp tối tôi thấy từ ngôi mộ anh có dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần màu xanh đi ngang qua vào nhà để thờ linh ở nơi nghĩa trang liệt sĩ có các nhà thờ tên người chết đó cũng là bộ đồ lúc chết mà anh tôi mặc Còn đây là câu chuyện do chị tôi kể về ông anh rể của tôi. Nhân vật xưng tôi trong câu chuyện chính là chị của tôi. Đó là vào khoảng năm 1998, trong một lần đi ăn dỗ về, chồng tôi uống khá nhiều rượu, rồi ngủ say ngủ xưa. Sau đó khi phát hiện thì ảnh đã chết rồi. Cả tháng sau đang lúc nấu cơm, tôi giật mình nghe một cái rầm ở nhà trên. Tôi chạy lên coi, thì tôi thấy có một người đàn ông nằm ngay trên bộ đi văn trước bàn thờ của chồng tôi. Ai mà vô nhà tôi nằm ở đây? Tôi nhìn kỹ thì ra, đó là người bạn thân của chồng tôi. Lúc đó thì mặt ảnh cắt không còn chút máu. Tỉnh dậy một chút, định thần rồi, anh ấy mới kể. Vì ở xa, cho nên thỉnh thoảng anh và chồng tôi có gặp mặt nhau, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Ngày hôm qua, ảnh thấy chồng tôi đến nhà ảnh để mà thăm ảnh. Thì trong khi ảnh đang đánh pizza với bạn đó, ảnh mới quay qua nói với những người bạn chơi chung là tôi có bạn xa đến, phải ngừng không có chơi nữa để tôi về nhà để mà vui với bạn tôi. Nói xong thì lập tức anh bỏ cơ, anh buông cơ rồi anh tự giả bạn bè đi ra với À, chồng tôi đi về nhà của ảnh. Khi về đến nhà, ảnh cười nói và mời bạn vào nhà rồi kêu dọn cơm mời chồng tôi ăn. Nhưng mà khi dọn lên thì chợt chị vợ chỉ dọn lên chỉ có một cái chén và một đôi đũa thôi. Thì thấy như vậy chồng tôi mới đứng dậy và nói: "Chắc vợ mày không muốn tao tiếp thôi, để tao đi về." Nói xong thì chồng tôi đi thẳng ra cửa anh bạn vội vã chạy theo nhưng đuổi không có kịp ảnh tức mình lắm anh quay vô anh mắng vợ ảnh sao vô ý vậy đối xử mà để bạn cho để cho bạn của ảnh đi ra về chị bạn mới nói là chị đâu có thấy ai đâu bây giờ có bà má vợ của anh cũng xác nhận như vậy đó tức là chỉ có một mình ảnh thôi tức mình quá ảnh mới đến cái chỗ chơi bia anh hỏi các bạn hồi nãy có thấy bạn mình đi đến rủ mình đi không? Tất cả đều trả lời là không thấy ai hết. Tự nhiên rồi, từ giả rồi nói đi về với bạn về nhà, có người đến thăm, không ai thấy. Anh cũng không tin mọi người, cho nên hôm nay anh định đến nhà để gặp, rồi sẵn tiện xin lỗi chồng tôi luôn. Nhưng vừa bước vào nhà, đã thấy cái bàn thờ và chiếc nón nỉ để ở trên bàn thờ cái non nỉ mà chính ngày hôm qua chồng tôi đã đội để đi đến gặp ảnh. Lúc đó ảnh mới đốt nén nhang xin lỗi chồng tôi và từ đó đến nay anh không dám trở lại nhà tôi thêm một lần nào nữa. Còn đây là câu chuyện do chính tôi trải nghiệm. Chuyện xảy ra vào năm 2001 khi tôi đến Canada. Lúc đó thì chị tôi chết đã nửa năm rồi. Tầm cỡ khoảng 8 giờ tối, trong lúc mà tôi chơi với hai đứa cháu, thì tôi giật mình vì tôi nghe có tiếng đập mạnh cửa. Khi vừa mở cửa ra, thì trước mắt tôi là ảnh đứa cháu họ mặt cắt không còn một miếng máu. Nó vừa lấp bắp vừa bảo là chị tôi đã về rồi áp cái mặt chị vào mặt của nó. Hôm sau khi đi lễ nhà thờ, nó có sinh cha nước thánh và rải khắp phòng. Từ đó, không còn gặp chị tôi lần nào nữa. Ba năm sau thì tôi lập gia đình. Tôi về ở cái căn nhà mà chồng tôi mua trước đó vài năm. Để tôi xin kể một chút ít về cái căn nhà này. Phải nói nó khá to, khoảng 3.000 square feet gì đó. Nhà thì đẹp, nhưng mà lần đến đầu tiên tôi có cảm giác lạnh lạnh. Cũng có thể là cái lạnh là do nó to quá. Cái nhà cao ba tầng mà, tới bảy phòng ngủ. Rồi vào một cái tối Noel chỉ có hai vợ chồng tôi lúc đó ở nhà. Sau khi xem phim cũng gần nửa đêm rồi, chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi giật mình, nghe có tiếng đối đáp rất là rõ ràng luôn. Và đối đáp với nhau bằng tiếng Anh trong nhà của tôi mà trong khi nhà tôi chỉ có hai vợ chồng thôi những cái lời đối đáp đó có giọng của một người nam có một người nữ và cái giọng nói có lẽ là một cặp vợ chồng già khi nghe như vậy tôi mới nhìn sang chồng tôi tôi bắt gặp ánh mắt chồng tôi như đang cái ý là hỏi có nghe hay không tôi sợ quá và tôi khẽ gật đầu ít hôm sau đó cô em chồng tôi đến chơi tôi có kể lại là trong nhà này có ma nhưng mà cổ không có tin con còn thách nữa nếu nó có ma đó thì sẵn tôi đặt máy quay phim nè cho dính con ma vào đó coi để mà coi sau đó thì cổ đặt máy và cổ thu hình trong phòng phải nói lạ lắm anh thảo hình ảnh bên cánh máy thì mình nhìn vẫn thấy bình thường nhưng khi về nhà cô ấy check lại thì không thấy gì cả, chỉ là một màn trắng xóa, đặc biệt là cái mái đó nó hư luôn. Rồi từ đó cho đến lúc tôi bán căn nhà, vợ chồng cô ấy cũng không một lần nào đến nhà tôi nữa. Đó là những một số câu chuyện gửi cho anh, hẹn dịp khác, có thời gian tôi sẽ kể thêm. Chúc gia đình anh cùng mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, trải qua mùa dịch. Ký tên một người ở North York, Canada. Còn đây là bức thư của Long Phạm mà Việt Thảo nhận được với cái tựa đề là dài mẫu chuyện mang ngắn gửi đến chú Việt Thảo. Bức thư này cũng nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Xin chào chú Thảo, lại là con đây. Trước đây con có gửi mấy mẫu chuyện ma cho chú và đã được kể ở kỳ 227. Nay con có thêm vài mẫu chuyện ma ngắn xin gửi đến chú và các bạn thính giả để tiếp tục đóng góp vào kho tàng chuyện ba dân gian Việt Nam của chú. Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là con. Đây là câu chuyện thứ nhất nói về cái ngôi nhà ở khu chợ An Đồng. Đó là vào những năm 2015-2016. Khi đó thì tôi vẫn còn làm việc cho một cái nhà hàng mì Nhật có tiếng. Cái nhà hàng mì Nhật này nó có nhiều chi nhánh và chi nhánh An Đông là một chi nhánh thứ năm trong chuỗi nhà hàng này. Muốn mở ra để thu hút lượng khách tiểu thương và dân buôn ở cái khu chợ An Đông này. Đó là một căn nhà, một trệt, một lầu nằm ngay kế bên khách sạn Windsor. Khi mà mới setup up xong nhà hàng thì bắt đầu có những buổi chạy thử để mà coi như tập buôn bán trước để cho các khâu liên hệ với nhau từ nhà bếp cho tới order rồi tính tiền Coi nó có hoàn chỉnh hay không Kể cả những khu mà supply cung cấp thực phẩm nữa Phải nói là mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường Cái nhà hàng này thì bếp nó nằm ở phía trên lầu 2 Và dưới tầng trệt á, là quầy để khách order và chế biến mì Tôi là một cửa hàng trưởng Nhiệm vụ của tôi là gì? sau mỗi cuối ngày là cùng nhân viên thu ngân kiểm đếm lại tiền doanh thu cũng như kết toán sổ sách và viết mail báo cáo tình hình doanh thu cho ban giám đốc. Cho nên thường thì khá khuya tôi mới đi về. Rồi một tối nọ, khi tôi và nhân viên thu ngân đang ngồi kiểm đếm tiền như mọi ngày, thì bỗng chiếc máy bấm dân tay treo trên tường phát ra âm thanh lạ. Cũng xin nói thêm về cái máy bấm vân tay này đây là một cái máy của Trung Quốc. khi đưa ngón tay vào, nếu đúng dân tay, nó sẽ phát phát ra tiếng welcome. còn nếu không đúng, nó sẽ phát ra tiếng oh oh. khi đang ngồi đếm tiền, thì bỗng chiếc máy nó kêu rẹt rẹt. cái âm thanh như khi mà người ta mở radio dò tần số rồi nó phát ra rẹt rẹt vậy. bây giờ nó phát ra hai tiếng oh oh. cả hai người chúng tôi đều khá ngạc nhiên và quay lại nhìn. Con bé Thu Ngân phải nói vốn là nó rất nhát nên nó kéo liền cái ghế lùi lại về phía tôi. Còn tôi thì nghĩ chắc có lẽ do các bạn nhân viên tay dính bột mì khi bấm tay nên dân tay còn dính trên đó. Bây giờ máy nó nhận thấy thì nó kêu thôi. Rồi sau đó tôi mới lấy khăn lao cái máy cho nó sạch sẽ rồi cả hai tiếp tục công việc. Được tầm 5 phút thì cái máy lại tiếp tục phát lên hai tiếng ơ uh ồ -oh, kèm theo cái tiếng rẹt rẹt như lúc đó. Tôi cho bé Thu Ngân về trước và tôi tiếp tục ngồi lại để tổng kết danh thu và viết mail báo cáo cho cấp trên. Lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Tôi qua tai còn nghe được cái tiếng của chú bảo vệ ca đêm đã bắt đầu kéo mở cái chiếc ghế bố chuẩn bị đóng cửa nhà hàng. Bỗng tôi lại nghe tiếng dội nước trong nhà WC, vốn nằm kế bên văn phòng của tôi. Tôi chắc chắn là trên tầng 2 lúc này chỉ còn mình tôi, vì lúc nãy tôi đã nghe tiếng em Thu Ngân chào tôi và đã bước xuống cầu thang. Từ nãy giờ tôi đâu còn nghe ai bước lên nữa. Bác bảo vệ thì ở dưới lầu, vậy thì ai xả nước? Tôi ớn quá nên cũng thu xếp mà về cho nhanh khi đi ngang cái cua cầu thang để xuống dưới lầu một thì à tôi bỗng thấy lạnh hết dọc sống lưng như có ai áp một cục nước đá vào mình vậy Giống cũng tin tâm linh nên tôi biết là có chuyện tôi lật đật chạy xuống lầu và ra về ngay lập tức một lần khác là tầm cỡ năm giờ chiều Lúc đó thì đa phần nhân viên tập trung dưới quầy ở tầng trệt để chuẩn bị tới giờ cao điểm. Chỉ có một bạn nhân viên là tên nhân ở lại trên bếp lầu 2 để gửi thức ăn xuống nếu mà dưới tầng trệt hết hàng. Bỗng nhiên nhân nó hớt khải chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi để nó ngồi xuống và bình tĩnh hơn, tôi hỏi nó có chuyện gì? Thì nhân mới kể như thế này. Khi mà em đang trụng xương để hầm nước lèo, thì cái cánh cửa bếp nó hé ra. Em ngước nhìn lên, thì thấy dáng có một người con gái nó đang dòm vào. Em nghĩ là chắc khách đi vệ sinh đi lộn chỗ, nên em mới nói. Nhà vệ sinh ở bên tay phải cầu thang đó chị ơi, ở đây là nhà bếp ạ. À. Rồi tiếp tục đảo cái nồi trụng xương. Lát sau khi ngước lên thì nhân lại thấy cái bóng cô gái ấy thấp thoáng sau cánh cửa nhân bước ra định hỏi xem khách có cần gì để giúp đỡ không thì khi mở cửa ra nó không thấy ai ngoài đó cả sau đó nó lại nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh nên mới đoán là chắc cô gái ấy đi vô nhà vệ sinh rồi thôi thì sẵn đi ra đây mình cũng đi vệ sinh luôn nhưng mà nó đứng chờ hoài không thấy cô gái ấy đi ra Tại vì cái cái nhà vệ sinh này là nam nữ đều dùng chung được. Chờ lâu quá nó cũng sốt ruột. Thôi nó lại nó gõ cửa để coi có cổ ở trong cho biết là có người đang chờ. Không có tiếng đáp lại. Nó gõ tiếp hai tiếng gõ nữa. Bên trong vẫn im bặt. Lúc đó nó lo chứ. Lo là tại vì nếu khách vô đó mà có chuyện không lành thì nguy hiểm quá. Nó mới thử tay xoay nắm cửa thôi. Thì cũng không có phản ứng nó kéo ra mở vào mở ra thì bên trong không có ai cả kể hai cái buồng wc trong đó cửa đều mở tao lúc này thì nó biết chuyện gì rồi nên ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu mặt không còn một chút máu và không dám lên trên bếp đó nữa sau đó vài ngày thì chuyện tương tự cũng xảy ra với hai em nhân viên nữ khác đó là em ken và em Như. Cả hai đều xác nhận cũng đã thấy bóng một cô gái đứng lấp ló ở ngoài cửa bếp. Rồi cũng tưởng là khách nên đi ra hỏi khách cần gì thì không thấy ai hết. Ken nhìn xuống cầu thang thì không thấy ai ở cầu thang cả. Chạy xuống nhà hỏi thì các nhân viên khác đều xác nhận là nãy giờ không có ai lên lầu. Mà quán lúc đó cũng đang vắng khách. Vậy thì cô gái lấp ló đó là ai? sau đó thì chúng tôi có hỏi thì mới biết được căn nhà này trước đây có một cô gái treo cổ chết ngay gần chỗ mà chúng tôi làm cái bếp chưa hết đâu ngay dưới tầng trệt chỗ mà chúng tôi đặt cái quầy thì có một ông bác cũng bị trúng gió chết ngay trên ghế bố khi đang ngủ lúc đó nghe thì ai cũng sợ nhưng mà ai cũng là người làm công hết bây giờ làm sao đây chả lẽ báo về cho ban giám đốc là nhà hàng có ma thôi tôi mới bàn với các anh em mình mua nhang đèn bánh trái và nấu ít cháo cúng và xin các vong hồn còn ở tại ngôi nhà này cho chúng tôi yên ổn làm việc khi đốt ba cây nhang và cắm điếu thuốc vào bát hương mọi người đều ngạc nhiên một điều nhang không có cháy bình thường khói hương nghi ngút mà nó đỏ rực lên nhang thì đỏ rực lên cháy lẹ rồi thuốc thì cũng đỏ rực lên như có ai hút. Mặc dù ngay trong lúc đó hành lang đó hoàn toàn không có miếng gió nào. Cái bác bảo vệ ca đêm khi thấy chúng tôi cúng kiến thì bác mới nói Bác ở đây ngủ đó bị kéo dò hoài à. Rồi có khi giật luôn cả cái ghế bố nữa. Bác còn cho chúng tôi coi lại cái đoạn video mà bác quay được. Cái video đó quay vào lúc buổi tối khi mà tất cả đã đóng cửa hết lúc đó tắt hết quạt hút rồi máy lạnh cũng tắt và bốn bề nhà hàng đều là kín mít không có một ngọn gió nào có thể lọt vào nhưng có điều lạ là một cái đèn trong ba bộ đèn ba cái vẫn xoay đều theo kiểu kim đồng hồ xoay này rồi tự động nó xoay ngược lại cứ như có ai đó đang thổi cho nó quay vậy mà ngặt một cái không phải cả ba cái xoay ngược lại mà chỉ có một cái ở giữa nó quay thôi, còn hai cái bên cạnh hoàn toàn bất động. Còn đây là câu chuyện do uh, một anh tài xế giao thức ăn cho nào tên là Thái đã kể lại cho tôi. Đó là một đêm tháng 7 âm lịch cũng tầm cỡ 10 giờ thì anh nổ lên một cái đơn đặt hàng một quán ăn. Cái máy của anh đó cho biết có một cái đơn đặt hàng một quán ăn. Thì theo định vị đó là một quán nhỏ nằm trong con đường hẻm trên đường Phan Đăng Lưu. Khi anh Thái tới địa chỉ quán đó thì đó là một quán nhỏ rất cũ kỹ đã đóng cửa. Cái cánh cổng ngoài đã khóa rồi. Nhưng cánh cửa kéo bằng sắt bên trong vẫn còn hé mở. À, anh nghĩ chắc là quán cũng vừa mới đóng cửa thôi. Họ khóa cửa ngài ngoài nhưng mà cửa sắt vẫn còn để hí hí. Anh mới gọi vào bên trong. Có đơn hàng nào, chủ quán ơi. Lúc đó bên trong phát ra tiếng của người đàn ông trầm trầm giọng ra. Quán nghỉ bán rồi. Anh Thái nghe vậy thì lại tiếp tục nói giọng vô. Vậy thì chú bấm quỷ đơn hàng dùm con đi nha Để con quỷ thì con bị trừ điểm đó Khi nói tới đó thì có một ông chú nhà đối diện Nghe nói chuyện mở cửa Hay là ông đang thả chó ra ngoài đi vệ sinh gì đó Thì anh thấy anh Thái lấp ló ở ngoài đó Thì mới hỏi chú kiếm ai vậy Anh Thái mới kể lại chuyện đặt hàng Mà quán đã nghỉ bán Thì ông chú nhà đối diện đó bỗng biến sắc rồi ông nói nhà này bỏ không mấy năm rồi không biết vì lý do gì nhưng lâu rồi không có ai ở hết á à. sao mà có ai nói chuyện với chú được kỳ quá tới lúc này thì anh thái bắt đầu hơi hoảng rồi vì rõ ràng anh nghe có tiếng một người đàn ông nói giọng ra mà anh không thể nghe lầm được anh bèn lấy điện thoại coi lại đơn hàng thì lạ thai không tìm thấy đơn hàng lúc nãy mà nó nổ ra nó báo cho anh biết nữa. Lúc này thì anh Thái đã biết chuyện rồi nên anh nhào lên xe giọt nhanh ra đường Phan Đăng Lu và về thẳng nhà không dám chạy tiếp nữa. Anh Thái cũng kể đó là một quán ăn gia đình đã khá cũ kỹ và anh chạy nao hơn 3 năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên ảnh nhận được đơn ở cái quán đó. Còn đây là câu chuyện xảy ra gần ngay quán cà phê hiện tại của tôi. Trước đây thì có hai anh nhân viên đổ rác đó là anh Chiến và anh Tú đảm nhận cái việc đổ rác cho cả cái khu này. Vì buổi chiều hai anh có công việc khác nên đã tranh thủ đổ rác vào lúc sáng sớm, tầm cỡ 2 giờ sáng là hai anh đi đổ rồi, để cho kịp về, buổi chiều còn có công việc khác. Trước khi mà anh Chiến và anh Tú nhận việc, thì cũng có hai cô chú kia đổ rác nhưng mà họ hoàn toàn đổ vào ban ngày chứ không có đổ vào ban đêm rồi sau này vì lý do sức khỏe cho nên họ nghĩ bây giờ thì tới phiên hai anh chiến và tú này đến để làm thai phải nói là hai anh đổ rác cũng hơn nửa năm rồi không có vấn đề gì hết cho tới một đêm hôm nọ khi mà hai anh dù quẹo vào cua hẻm thì hai anh thấy có một có bóng của một người con gái đứng ngay cái góc cua của hẻm lúc đó hai anh nghĩ là mấy bạn sinh viên nữ khu phòng trọ ở đó chắc đi chơi về khuya cho nên anh chiến mới cất tiếng hỏi thăm bộ không có chìa khóa vô nhà hả em cô gái đó im lặng không có đáp lại thôi anh tiếp tục kéo xe lấy rác đi tới thì khi mà đến gần thì tá quả anh thấy cô gái ấy hoàn toàn không có cái đầu. U cha thật kinh hồn dĩa anh la lên. Rồi anh mới bò. Vừa la mà vừa lết về phía anh Tú. Anh Tú đang ém rác ở phía ngoài. Nghe tiếng la anh Tú nhìn thấy bạn mình. Vừa la. Vừa lết. Anh mới chạy vô. Anh thấy anh Chiến đang hớ hơ khải mà. Mà vừa chạy vừa lết về phía mình như vậy. Rồi. Theo phía sau anh là bóng người đang lướt tới mà cái người đó không có đầu nữa. Ôi cha quá kinh hãi, thế là cả hai anh bỏ cả xe rác lại mà tháo chạy. Sau đó thì anh chiến bệnh ở nhà ba ngày không có đi đổ rác nổi, phải nhờ người khác đi thay thế giùm. Cho đến sau này khi đi làm lại, anh mới kể về cái đêm kinh hoàng ấy, và từ đó tuyệt nhiên anh chỉ đổ rác vào lúc 8 giờ sáng khi mà nắng đã lên cao chớ khuya không dám ló được đầu ra đường để mà đi đổ rác tiếp. Chuyện đến đây đã hết rồi. Mến chúc chú nhiều sức khỏe để có thể kể và phát triển kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Thank you and I love you. Ký tên Long Phạm. Còn đây là một bức thư khác của Cora Duy, nhận được vào tháng 12 năm 2020 nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Chào bác Việt Thảo, đầu thư con xin gửi lời chúc lời chào tới bác thật sức khỏe, năm mới sắp tới rồi. Chúc bác năm mới an khang gia đình thịnh vượng, chào đón năm 2021 nhiều niềm vui. Cảm ơn bác đã đọc những câu chuyện con gửi vào những kỳ trước. Nay con gửi tới bác câu chuyện ngắn nữa liên quan đến chuyến đi 400 cây số một phần trong câu chuyện là con được nghe kể lại và một phần là con trải nghiệm. Trước khi vào câu chuyện xin được đổi ngôi xưng đại danh từ, nhân xưng là tôi nhà bác. Phần thứ nhất, câu chuyện bắt đầu. Sau nhiều ngày tháng tôi tất bật với công việc và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, tôi được nghỉ phép ba ngày. Nhân cơ hội nghỉ phép đó, Tôi làm một chuyến đi phượt giả ngoại bằng xe máy Exciter 150 của mình. Tôi lên dùng Tây Bắc chơi, vì lâu rồi tôi chưa có đi và cũng muốn qua chỗ ông anh quen biết chơi cho tiện một chuyến được. Ý tưởng đã vạch lên không chần chừ gì nữa, nói đi là đi liền. Tôi bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, mà tận tới 5 giờ chiều tôi mới lên tới nơi vì đi đường tôi còn nghỉ ngơi và thưởng thức cái cảnh núi rừng. Quả thật phong cảnh khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, thoải mái tư tưởng. Với núi non hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp những cuộn mây, những cơn gió hòa quyện vào. Khi lên đến nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi gọi điện cho ông anh và xin nhờ ta túc một đêm. Tôi đối về nhà ông anh ăn uống nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống xong thì hai anh em ngồi nhâm nhi chén trà, nói chuyện với nhau. Những câu chuyện liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Rồi được một hồi, tôi có hỏi anh là ở xóm mình ở đây có gì lạ không anh? À? Nghe thấy tôi nói thế, anh mới kể cho tôi biết một cái câu chuyện ở chỗ của anh ở cách này hơn 3 tháng trước. Câu chuyện liên quan đến một buổi chiều, có một gia đình trong xóm anh ở có hai người con chết trong cùng một ngày. Đó là hai chị em gái, một đứa mới lên 13 tuổi và một đứa là 10 tuổi bị chết đuối ở dưới nước. Anh nói là chiều hôm đó, ba mẹ của hai đứa bé đó, cả hai vợ chồng đều đi làm. Rồi hai đứa thì được nghỉ học ở nhà tại vì nó là cuối tuần, là thứ bảy là chủ nhật. Trước khi đi thì bố mẹ em có dặn ở nhà, trong chừng nhà cho bố mẹ đi làm, rồi nấu cơm nước để trưa bố mẹ về ăn. Không biết lý do nguyên nhân thế nào mà hai đứa rủ nhau ra cái ao trước nhà để tắm. Do cái ao sâu, hai đứa là không biết bơi nên bị đuối nước mà chết. Thì trong khi hai đứa bị đuối nước, Lúc đó có một anh ở trong xóm vô tình đi ngang qua, nghe lùi bà lục bộp gì dưới ao, hoặc là vô tình nhìn qua cái ao, mà anh thấy có cái đầu và có tóc nhô nhô trên mặt nước ở giữa ao, nhưng mà chưa có chìm hẳn xuống. Anh nhìn thấy lạ lạ nên anh đến để anh xem như thế nào. Trong đầu anh thoáng nghĩ chỉ là chắc cái đầu của con búp bê hay là của con mannequin gì đó anh còn lẩm bẩm không biết ai mà nghịch thế vứt đâu không vứt mà lại vứt xuống ao như thế này dọa chết người ta anh nhìn anh cũng giật mình anh sợ nhưng mà khi đi lại gần thì phát giác ra nó không phải là đầu của con búp bê hay của menikin gì hết mà chính là đầu người thật là đầu của hai chị em kia thấy như vậy anh mới tá quả anh la lên Cứu cứu người, có người đuối nước, có người chết đuối. Ảnh la hét um sùm cho cả xóm nghe và mọi người chạy ra để mà cứu. Khi mà mọi người lao xuống vớt xác của hai em lên, làm đủ mọi cách để cứu mạng hai em. Nói chung, đều tập trung để cứu bằng mọi phương pháp, nhưng tất cả đều vô vọng lúc này thì bố mẹ của hai em nghe tin báo qua điện thoại vội vã chạy về thì thấy con bị như vậy người mẹ chỉ hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi còn người bố vừa khóc vừa ôm con sốc ngược cho con nước chảy ra làm đủ mọi cách để cứu con của mình nhưng mà do hai em uống nước quá nhiều và có lẽ bị ngộp nước đã quá lâu cho nên mãi mãi ra đi và sau đó tang lễ được tiến hành phải nói người mẹ khóc đến nỗi kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác cứ ngất liên tục vì cái nỗi đau mất mát thương tâm quá lớn sau khi làm đám cho hai em xong thì hàng xóm cũng đến động viên an ủi gia đình sau đó khoảng một tuần lễ trôi qua bắt đầu có những hiện tượng lạ ngay chỗ cái bàn mà hai em dùng để học hàng ngày nó giống như có ai đang ngồi đó dở ra từng trang giấy, nghe tiếng giấy lẹt xẹt, rồi nghe có tiếng để tiếng thức kẻ, rồi những tiếng lạch tạch giống như người ta để bút viết xuống cái bàn vậy. Chẳng những vậy, còn nghe thì thầm tiếng đọc những cái chữ trong đó nữa. Rồi vài đêm sau đó thì người mẹ khi ngủ thường mơ thấy đầu giường có hai bóng trắng đứng khóc, rồi còn nói con xin lỗi bố mẹ, con lạnh lắm, con buồn lắm. Người mẹ nói với chồng và gia đình có mời thầy cúng làm lễ cho hai em, rồi mang quần áo đồ chơi vở học uh, của các em đó đốt hết cho hai em, rồi sau đó có đem hai cây chuối nhỏ ra mộ để trồng và mang hai con gà con ra đó buộc một sợi dây vào chân cho nó đi lòng vòng quanh mộ hai em để tránh gà chạy mất. Rồi mấy ngày sau đó thì trong khi ngủ, người mẹ lần này không nghe thấy tiếng khóc mà lại nghe có tiếng cười khúc khích và rồi sau đó dần dần không còn nghe thấy gì nữa. Rồi có một hôm trời đổi nắng sang mưa mấy ngày liên tục. Có một bà bác ở trong xóm đi chăn trâu bò, đi qua ngay, qua ngang cái ngôi mộ của hai em thì thấy có hai cái con gà con nó núp ở trong cái góc chuối kêu cái chip chip chip. Bà thấy thương quá, tội cho con gà quá, mưa gió mà núp đó lạnh lẽo, chắc đói nữa. Bà mới lấy hai con gà về nhà, nhốt lại để mà nuôi. Ngày tối đó bà ngủ, bà mơ, bà thấy có hai đứa trẻ đứng ở giữa nhà khóc đòi gà. Chính là hai cái đứa chết đuối nước đó, nhưng mà bà vẫn mặc kệ, chỉ nghĩ là Giấc mơ thôi, không có gì đâu. Rồi ngày hôm sau, bà lại nằm thấy giấc mơ giống hệt như vậy nữa. Bà cũng cho qua luôn. Đến ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, coi như suốt từng đó, bà mơ giấc mơ giống y hệt như vậy. Sau đó bà bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Tự dưng bà không thấy thèm ăn nữa, cũng không thấy thèm uống. Mà hễ ăn vào, ráng ăn đi tại vì không thèm nhưng mà đói bụng sao không ăn rồi lấy gì sống thôi ráng ăn vào nhưng mà ăn vô bao nhiêu thì nôn mửa ra hết bấy nhiêu rồi sau đó vài ngày nữa bắt đầu có hiện tượng lạ hơn là bà bắt đầu nói chuyện nguyên thuyền hay là có khi bà lẩm bẩm một mình rồi có khi bà hét lớn lên rồi bà nói ui đau quá đau chỗ này đau chỗ kia bà không hiểu tại sao thì gia đình bà tưởng là bà bị bệnh mới đưa đi bệnh viện. Nhưng mà bác sĩ thì tìm không có ra bệnh, mà cũng không tìm ra nguyên nhân gì cả. Phải nói chỉ có mấy ngày thôi nghe, mà bà xanh chành xanh mét luôn, ốm nhom ốm nhách. Rồi gia đình thì lo lắng mà bệnh thì không biết làm sao, muốn chữa chữa làm sao được tại vì không biết bệnh gì. Rồi ngày qua ngày gì bà cứ yếu dần đi. Có một hôm đó, người con trai của bà nghe thấy bà lẩm bẩm một mình. Anh lắng tay anh nghe coi nói cái gì. Anh nghe bà nói như thế này. Bác xin lỗi, cho bác xin lỗi đi, bác sẽ trả lại cho hai con. Cái gì vậy? Xin lỗi ai? Trả hai con gì? Anh mới nhớ sực là mẹ mình có đem về hai con gà con. Thì anh nghĩ ít hay nhiều gì chắc nó liên quan đến chuyện hai con gà này rồi. Thế là anh mới đi thả hai cái con gà đó ra khi anh thả hai con gà đó ra thì thấy nó chạy rồi anh mới men theo xem nó chạy đường nào hướng nào anh cứ đi theo sau thì thấy nó chạy về phía mẫu của hai em chết đuối đó rồi nó chạy đâu mất tiêu không thấy bây giờ thì anh đã hiểu ra về việc của mẹ mình rồi sau khi thả hai con gà đó đi hôm sau đó thì tự nhiên bà thấy tỉnh táo lại chút không có còn kêu la đau đớn như những hôm trước nữa rồi tối hôm đó bà ngủ cũng yên ngắn hơn mấy đêm trước khi ngủ thì bà lại mơ thấy hai đứa trẻ đến nhà lần này nó không đòi gì hết mà nó còn cười khúc khích rồi sáng dậy bà cảm thấy bà khỏe hơn nó giống như sau mấy ngày hôn mê bây giờ hết rồi bà mới đem chuyện kể ra cho người nhà nghe bấy giờ gia đình mới biết chuyện rồi mới mời thầy về làm lễ và đích thân đi xuống nhà hai em thưa chuyện với bố mẹ của hai em. Chẳng những vậy, rồi mang thêm hai con gà mới đem ra để mà coi như trả lại về mộ cho hai em. Thì kể từ đó, ba khỏe lại dần và không còn mơ thấy nữa và không có bất kỳ một biểu hiện lạ nào nữa cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi nghe câu chuyện đó, trời cũng đã khuya tôi đi ngủ. Cho đến sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục lòng rong ngao du đây đó ngắm cảnh núi non hùng vĩ của địa phương. Phải nói hai ngày trôi qua thật mau. Đến ngày thứ ba tôi phải về. Nhưng mà tôi vẫn còn luyến tiếc với phong cảnh ở đây. Tôi muốn ở chơi thêm một lúc nữa. Anh bạn tôi hỏi tôi là sáng này về luôn hay là đầu giờ chiều đi về. Tôi nói là em muốn đi về buổi tối. Tại vì em còn muốn ở lại chơi ban ngày. Tới tối em về luôn. Với lại để trải nghiệm cái chuyến phượt vào ban đêm như thế nào. Khi nghe tới đây anh giật mình, anh khuyên tôi nên đi buổi sáng đi. Khi về đến Hà Nội còn sớm thì tốt hơn. Tôi không nghe lời anh, mặc dầu anh khuyên tôi đủ điều. Thế là tôi đi chơi cả ngày, cho đến tối tôi mới chuẩn bị về khi đó trời đã tối om rồi. Bên ngoài thì ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nhìn đồng hồ, 22 giờ 6 phút, tôi mới bắt đầu xuất phát. Khi tôi chạy được vài chục cây số, trời càng về khuya dần, những chiếc xe ô tô xe máy qua lại bắt đầu ít đi. Tôi bắt đầu tiến vào cái khoảng trời đen mịt mù của đêm tối. Khi đi được chừng một phần năm đèo pha đêm phải nói lúc này cũng đã khá muộn rồi. Tôi xin được mở ngoặt ở chỗ này, các bạn miền Bắc nhất là các bạn dân Phượt thì không lạ gì đèo Pha Điên, một trong những con đèo nổi tiếng miền Bắc. Núi liền từ tỉnh Sơn La lên tỉnh Điện Biên và ngược lại trên quốc lộ 6, nằm trên địa phận Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Trên đường đi thỉnh thoảng tôi mới gặp được một xe container chở hàng đêm đi hướng về Sơn La và ngược lại về Điện Biên trời thì tối om hai bên đường thì âm u mù mịt làm cho tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa mà thay vào đó là nỗi sợ sợ đây không phải sợ ma mà sợ nếu không mai tôi có làm sao thì chỉ có nước là chết chắc vì đi chỉ một mình mà còn đi đêm khuya như thế này biết sao bây giờ thôi thì đành liều vậy thế là tôi siết tay ga tăng tốc độ mà đi khi xe đang chạy nhanh đang chuẩn bị đến khúc cua cái khúc cua này khó thì từ phía sau tôi nghe có tiếng xe đang bám theo như vậy chiếc này phải chạy lẹ lắm vì tôi đang ở tốc độ khá nhanh rồi có một chiếc xe máy vượt lên phải nói tôi mừng lắm giống như bắt được vàng vì có người đồng hành cũng bớt sợ phần nào phải nói chiếc xe chạy khá nhanh nó cặp ngang hông rồi qua mặt tôi một chút tôi thấy người đó ra dấu cho tôi chạy chậm lại rồi chạy song song với tôi tôi chưa kịp lên tiếng thì người đó đã lên tiếng trước với cái giọng nghèn nghẹn khó nghe khúc cua này nguy hiểm lắm nha đi chậm lại thôi tôi vội đáp dạ đi chậm thôi như vậy thì khúc cua này khá nguy hiểm phải đi chậm lại tôi nghe rất rõ người đó vượt qua tôi rồi chạy lên phía trước tôi chạy theo sau vì cái khúc cua nó ngoằn ngoèo trời thì tối om, tôi phải tập trung tay lái, tại vì nếu sơ ý có thể lao xuống vực gì trời. Vừa quẹo qua khúc nguy hiểm, tôi nhìn về phía trước thì không thấy chiếc xe của người ấy đâu cả. Phải công nhận người đó đi nhanh thật. Có lẽ dân bản xứ rành đường, nên cho dù họ chạy dạo ban đêm, nó cũng giống như chạy ban ngày thôi. Mới thoáng đó mà đã bỏ xa tôi mất khúc rồi. Tôi một mình tiếp tục chạy trong đêm đen dài cây số nữa. Thì tôi lại nhìn thấy cái ánh đèn đỏ của đuôi xe máy phía trước. Ngay phía trước cái ánh đèn mà xe tôi gọi ra. Tôi định vượt lên nhưng chợt nhớ lời người ấy căn dặn là phải chạy chậm thôi. Thế là tự dưng tôi giảm bớt tốc độ lại thì cũng vừa tới đoạn khúc cua khác cũng khá nguy hiểm. Tôi chợt rùng mình và chậm chậm cua qua khúc quẹo nguy hiểm ấy. May là tôi giảm tốc độ lại kịp thời. Nếu không, với tốc độ mà dù là đi chậm như hồi nãy vẫn còn nhanh và vẫn có thể tai nạn xảy ra như trời. Tôi chợt rùng mình thêm một lần nữa. Tôi không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi phía trước trong đêm tối. Nhưng tôi vẫn theo lời dặn. Giống như là nhắc nhở mình. Tự nhiên tôi thấy có ánh đèn xe phía trước màu đỏ đó cho nên tôi đã giảm bớt tốc độ. Và với cái tốc độ đó tôi đã vượt qua cua một cách an toàn. Bây giờ tôi chỉ biết chậm chậm mà lần dò trong đêm tối. Vừa chạy vừa lo sợ thì bỗng dưng có ánh sáng nhấp nháy từ phía sau rọi tới. Ôi cha, cũng may cho tôi, tôi thiệt là mừng. Có một chiếc container họ đi cùng hướng đường với tôi. Và nhờ ánh đèn xe của họ mà tôi bớt sợ đi rất nhiều phải nói là nhìn thấy ánh đèn đó nhìn thấy xe đi phía sau đó họ giống như là ân nhân mà sẽ cứu mạng của tôi vậy vì tôi nghĩ trong cái đêm đen này đi có đường chết mà thôi rồi họ đã dẫm đèn cho tôi nhiều km trong đêm qua cái vùng nguy hiểm tôi cố trấn an và tiếp tục đi cho đến khi trời hơi mờ mờ sáng là cũng về gần đến trung tâm thành phố hòa bình tôi tấp vào một cửa hàng bún phở ăn một tô phở kể lại chuyện cho bác chủ quán nghe nghe tôi nói vừa dứt xong bác mới nói với tôi cái thằng này mày liều thế con tao ít có gặp ai đi xe gắn máy mà dám đi con đường này vào giờ này đó là chuyện của con cũng khá dài rồi thôi con xin tạm dừng ở đây cảm ơn bác thảo đã đọc chuyện Bác có thể cắt ghép những câu chữ giúp cho chuyện thêm hay, thêm hấp dẫn nhân bác. thanh kiều Ký tên. Carla Duy. Đó là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo và kể lại cho mọi người cùng nghe qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 450. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về. Và lần này là tới những câu chuyện của tháng 12 rồi nhé. Mong rằng những câu chuyện mang đến một cái nguồn giải trí cho tất cả mọi người. Và nếu được, sẽ là giấc ngủ tốt cho những người khó ngủ khi nghe chuyện tâm linh với Việt Thảo. Tết cũng gần đến, mong rằng một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Xin được chúc Tết đến tất cả quý vị và các bạn. Happy New Year nha! Chúc sớm chút xíu. Rồi, hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân dàng kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401, 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm muộn hay không muộn Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ mình hiểu biết được Nhưng chưa chắc Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp Professional Trong ngành nghề này để giải thích cho mình Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare Có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021 Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ quý vị xin gọi cho Alisa Châu điện thoại là 770 454 1182 nhớ nha gọi cho Alisa Châu nha và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm không có quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình